Đây, cơm thịt. Cơm thịt này thì được đảo chibi rồi. Chibi và canxi. Không nhanh cho nó ăn hết nè. Thằng nào không ăn là đói đấy nhá. Để mua ăn đi. Nào. Em ra ăn đi, không là đói đấy. Nào, có đứa nào ăn nữa không? Này bọn này lại lên trên kia, lại nghịch ngợm vớ vẩn trên kia rồi. Mẹ Si ăn đi. Đêm hôm qua mẹ Si nó ở ra cho ăn. Úi giời. Cái chủ yếu là như thế là đủ để nó ngang dạ rồi. Giờ vai to rồi, không chui được vào gầm ghế nữa rồi. Nào, chui vào đấy làm gì? Vớ va vớ vẩn. Cái gì ở đây? Lấy cái đồ ấy. Cho chó ăn thì không có, mọi người không có để cho nó ăn thời gian lâu, nó chỉ có cỡ của nó thôi. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Không ăn nữa là cho con khác hoặc là nhấc đi. Chứ không có để cho ăn è. Không để cho ăn bữa nọ sang bữa kia. Để
thế ăn dần dần sẽ thành cái thói quen ăn hư. Sao vừa ăn xong đã ra kia nằm rồi hả? Vừa ăn xong em đã ra đấy em nằm rồi, định ngủ luôn hả? À, xì vét nốt đi, xì không có ọ ra cho nó nữa nhá, để cho nó đói, để còn đến bữa cho nó còn ăn như này, cứ con kêu đói cái mẹ lại ọ ra. Vừa ăn xong đã ra đi nằm rồi. Hôm nay ăn xong không nâu à? Liếm treo nhỉ? Liếm tí gieo ăn thua gì, nhưng mà nhét cho 3 viên thuốc. Thôi cứ nô với nhau đi. Trời, chào em. Chào em. Em là nét vét. Cứ gọi em là Nam X. Nhầm. Em là nét vét nha. Nét vét. Ok. Chào nét vét. Trời, hôm nay lại không chơi với chúng nó à? Hả? Bình thường nô như giặc mà. Hôm nay cho ăn hơi sớm hơn đúng không? Ok. Sumo và Nemo. Hai mô. Sumo và Nemo. Nét vét và Nina. Nét vét và Nina. Còn thằng Nano chơi một mình. Đợt này ẩm cho con bị nấm. Mẹ Mèo Si cũng bị nấm này. Nấm ở chân này. Sumo và Nemo. Nét vét và Nina. Nano chơi một mình. Đang thắc mắc là sao hôm nay ông nét vét này ông ấy ăn xong cũng không nô. Hóa ra là chờ bọn kia ăn. Ăn xong có đối mới nô. Ra đây chơi tam quốc vui hơn. Tứ quốc. Aloso. Sao này bắt nạt đứa con gái này? Nào. Không chơi thế. Chơi phải chơi theo cạp. Nào. Đừng để Nina cáu. Chơi nào. Xích ra. Chơi theo cặp. Đừng có chơi theo kiểu thế. Ba đứa chơi cắn một đứa thế. Chơi thế không có vui. Nha. Nét vét nhỉ. Ai chơi cái bài thế.
Thôi. Ok, thôi để cho nó chơi chơi xong rồi lại dọn. À đấy, mọi người mà có muốn cho ăn theo cái chế độ như của trại thì cái phần ăn là như thế. Thịt xay và cơm, thịt gà xay trộn canxi và chibi là trộn sẵn từ trước rồi. Cho ăn như thế một ngày hai bữa, bữa chiều ăn hạt. Chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again. Bốn mẹ con già nô với mẹ. Ba mỏ thích chơi tam quốc hơn.